Ở vòng thi trước, Thiên Nga đã mang đến cho khán giả một cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu. Hãy xem với chủ đề tình của vòng thi này, cô nàng Thiên Nga sẽ mang đến một màu sắc gì nhé. Gió biển tràn ly, anh chìm đắm trong nắng cao đẳng. Nồng khóng chát làng mi, uống cùng em cho đêm này say chất ngất. Dẫu năm tháng ấy còn đâu, những đam mê ta kiếm tìm màu mắt xanh người lạc giữa mây ngàn về chốn xa xôi. Tuấn Huấn hy sinh nhỉ? Hát chậm. Trời mưa lạnh rơi mà anh giờ ở nơi đâu? Dẫu anh không thể ở lại với anh, mình chẳng cùng với nhau đi hết con đường. Ôm ấp hy vọng một ngày ngã say. Tháng năm thăng trầm dòng đời ngã nghiêng, mình tự rời bỏ nhau say đến điên dại. Say hết kiếp người say cho cháy lòng. Vỗ tay ra được không? Trái tim của em dù trong phút giây hình bóng giờ tan biến dần, phía sau những nỗi sầu với em đã qua đủ cho một mối tình. Dẫu em không thể ở lại với anh, mình chẳng cùng với nhau đi hết con đường. Ấm ấm đi mong một ngày khác. Dòng đời ngã nghiêng, mình tự rời bỏ nhau say đến điên dại, say hết kiếp người say cho cháy lòng. Giờ thì em đã biết mất anh đâu thể nào biết có đất sẽ như thế nào. Đến đây hãy đến và khẽ hôn em và nói yêu thương. Giờ thì em đã biết giấc mơ vỡ tan rồi. Đó chính là huấn luyện viên Bùi Anh Tuấn cùng với diễn viên Thiên Nga. Họ đã mashup hai ca khúc được xem là hit của năm vừa qua. Đó là ca khúc Em Đã Biết cùng với lại Túy Âm để cho ra một bản phối hoàn toàn mới trong cái sự kết hợp này. Ý tưởng mà mashup hai bài hát này là tốt. Và chị có thể thấy được là cái mong muốn về một cái hiệu quả. Nhất là cái đoạn cuối khi mà hai em là mỗi người hát một bài, đúng không? Nhưng mà nó đều đúng cái hòa thanh để đến cuối cùng sau cái đoạn đó thì là trở lại hát cùng với nhau, cùng một cái điệp khúc với nhau, thì đấy là một cái ý tốt, ý hay và hợp lý. Nhưng mà để thể hiện được cái chuyện đấy thì có thể các em cần thêm thời gian để nó nhuần nhuyễn hơn. Chị thấy cái bài này Nga hát bị quá sức của mình. Có nghĩa là em đang vùng vẫy trong đó, em với không có tới nên cái giọng của em nó bị rung. Tại vì hôm nay là đêm nhạc tình thì chị chưa có để mà thư giãn, để mà cảm nhận được cái tình của hai em. Cảm ơn. Cảm ơn chị.
Vâng, tôi nghĩ là chị Cát Tường cũng đã nói rồi, có nghĩa là Thiên Nga cần phải thêm nhiều thời gian nữa. Cái ý tưởng mashup thì rất là hay, tuy nhiên thì nó có quá cái nhiều cái chuyển điệu rất là khó. Bản thân anh nghĩ là ca sĩ chuyên nghiệp để bắt được vào những cái tông chuyển lúc đấy là đã là khó rồi. Còn đây là bạn Nga là một người hầu như là chưa có kinh nghiệm gì. Cái thử thách đấy là hơi khó. Mình hôm nay mạo hiểm mà cái sự mạo hiểm đấy anh nghĩ là nó không đem lại được kết quả như mong muốn. Thưa quý vị, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của ban giám khảo. Xin mời số điểm của ca sĩ Hồng Nhung, mời chị. 9,25. 9,25. Xin mời nhạc sĩ Huy Tuấn. Số điểm của tôi cũng là 9,25. 9,25. Xin mời nghệ sĩ Cát Tường. 9,25. 9,25. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn các bạn.